giờ đầu tiên thì món gà quay sốt me. Đối với cái món này thì các bạn chuẩn bị là hai cái đùi gà ha. Nước cốt me khô đặc thì mình chỉ sử dụng hai muỗng canh thôi. Bây giờ người khác, một bạn khác thì sẽ lấy một cái nồi, các bạn đặt lên bếp khoảng 2 lít nước. Em lấy các hoa hồi nha, lấy cái trái thảo quả em đập bể đi, xong rồi em cho lên trên bếp, em bắt đầu em rang cho các bạn. Nó thơm nha các bạn, các bạn rang thơm sơ sơ cho nó có mùi nha. Các bạn cho 2 lít nước vào, khi đó các bạn sẽ lấy một cái củ hành hiếm, củ nào lớn, củ nào nhỏ thì các bạn lấy 2 củ hoặc là 3 củ, với lại một củ tỏi, và khoảng chừng 3-4 cái tỏi thôi. Các bạn nướng cho nó thơm luôn cả hành tím và tỏi. Có một muỗng cà phê muối, bạn nào chưa nêm vào trong nước thì mình nêm vô, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột ngọt, 4 muỗng canh nước tương. Rồi bây giờ các bạn đun lên, sau khi mà các bạn đã rang thơm các loại hành, tỏi, hoa mồi và thảo quả rồi, các bạn sẽ cho chung vào để chúng ta luộc. Các bạn nhớ là có 4 muỗng canh nước tương nữa nha. Sôi rồi chúng ta mới bỏ gà vô nha. Rồi trong khi chờ nước sôi, chúng ta quay qua chúng ta làm sốt me. Lấy nước sốt me đó chúng ta pha với lại 5 muỗng canh đường. Chọn cái công thức là 4 me, 5 đường, 5 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh tương ớt. Bây giờ tất cả những cái phần đó chúng ta khuấy đều cho nó tan đi. 1-2 muỗng canh dầu vào khi hành tỏi cho thơm. Sau đó đổ phần nước sốt này, khuấy cho nó hơi sống lên rồi. Còn hành sau khi phi thơm rồi chúng ta sẽ đổ cái hỗn hợp nước sốt đó vô, và mình nấu lên cho nó hơi sống lại. Thời gian mà các bạn luộc gà là khoảng 15 phút với lửa nhỏ. Đối với cái chảo nào mà đã nóng rồi, các bạn cho dầu vào và các bạn chiên gà, bắt đầu chiên gà.